Hello, xin chào tất cả anh em. Tình hình kinh tế hiện nay cũng rất là ảm đạm. Thì dịch bệnh thì hoành hành. Nhưng mà hôm nay em Trần Văn Lĩnh, em cũng sẽ giới thiệu một con xe tải hiện tại đang được có chương trình khuyến mãi cho tất cả các anh em. Để cho phép Lĩnh cởi khẩu trang ra cho nó dễ dàng nha. Thì xe thì hiện tại thì tình hình kinh tế nó đang cũng rất là có nhiều biến đổi. Thì hiện nay nếu mà có thể anh em đầu tư thì đầu tư những cái dòng xe nhỏ để nó đảm bảo được cái độ rủi ro mà nó giảm đi. Các dòng xe tải hiện tại nặng, rất là khó bán và lượng hàng nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng cái dòng khi đó thì cái dòng xe tải nhỏ sẽ có thể là đáp ứng được cái nhu cầu mà khi mà vận chuyển hàng trong cái giai đoạn hiện nay. Thì em Lĩnh sẽ giới thiệu cho tất cả anh em một dòng xe đạt lợi ích kinh tế rất là lớn, đi kèm nó là chất lượng thì rất là ổn định luôn, để chúng ta có thể nó rất là phù hợp với túi tiền. Chính là con xe Lĩnh vừa mới chạy sơ ra đây giới thiệu cho anh em. Xe mình mang tên là, nhãn hiệu nó là GIC, và số loại con xe này là mang X150. Xe mình là có các phiên bản thùng lửng có nè, thùng bạc có, thùng kính có. Cái loại thùng thì anh em chọn cái nào cho nó phù hợp, chọn cái nào cho nó phù hợp để nguồn hàng của mình có thể sử dụng thôi. Mình sẽ anh em mình hôm nay thì mình sẽ đi vào con xe này nha. Thì dắt này. Xe mình là đạt tiêu chuẩn Euro 4. Với khối động cơ hiện tại là động cơ này chính là mang tên là động cơ quanh chai. Xe được sản xuất 100% từ Trung Quốc và nhập khẩu về Việt Nam lắp ráp. Với cái con xe này thì người ta nói là hàng của Trung Quốc, là hàng kém chất lượng. Thì thật sự mình đánh giá đó, cái những cái sản phẩm nào của Trung Quốc mà hàng Trung Quốc chính hãng, nghĩa là cái hàng chất lượng của Trung Quốc thì xài rất là ổn định. Trung Quốc cũng sản xuất những cái điện thoại Huawei 20 mấy triệu một cái cũng có đầy đủ chất lượng. Giá tiền nào của đó. Con dòng xe này thì hiện tại giá trên hơn 300 triệu luôn. Thì cái số tiền đó mà đối với một con xe tải 1,5 tấn thì nó phải nói là cũng rất là lớn rồi. Thì chất lượng của nó thì anh em hãy tin tưởng vào. Xe mình sẽ được bảo hành đến 3 năm, 150.000 cây số cho anh em. Thay dầu, thay nhớt, lọc dầu, lọc nhớt là miễn phí hết cho anh em. Hàng năm công ty đều tổ chức làm miễn phí cho anh em một lần. Hậu mãi rất là chắc chắn và chăm sóc khách hàng cái sau khi nhận được con xe. Rất là làm tin tưởng, rất là nhiều khách hàng đã nhận con xe này rồi. Rồi anh em mình hãy đi vào đánh giá sơ về ngoại thất của xe nè. Đây về cái gương xe thì chỉnh điện được, chỉnh bên trong mình có thể ngồi trong vô lăng mình chỉnh được, tí nữa mình vào trong cái nội trong cái bên trong xe mình sẽ chỉ cho các bạn để thấy. Đây, cái thiết kế ngoại hình của xe phải nói là rất đẹp. Mà thật ra đó là con xe này lấy theo cái ý tưởng của dòng xe Hyundai H150 để nó tạo ra được cái hình dáng con xe này. Đấy. Đây còn logo đây là X150 nè. Xe của mình nếu mà logo chỗ này nó để X99 thì là 990 kg. 125 thì 1,25 tấn, còn 150 thì là 1,49 tấn. Thật sự là cũng có những con đường mà nó cấm xe 1,5 tấn, nên là con xe này mình 1,49 tấn thôi, đi được vô tư. Jack thì nó phân ra là cái logo trước của nó thì như con xe mình là được mạc chrome màu vàng. Màu vàng có nghĩa là dòng này thuộc phiên bản cao cấp. Cao cấp thì chất lượng anh em cũng phải không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đấy. Xe mình hệ thống đèn đây. Đèn, gương chiếu sáng thì tuyệt vời rồi. Jack là anh em đã tin tưởng rồi, rất là nhiều khách hàng đã biết đến nó rồi. Có cái con đèn sương mù ở dưới để anh em đi đường sương mù này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta hãy tiến vào cái nội thất. Bề ngoài nó đẹp rồi, nhưng chúng ta hãy khám phá bên trong nội thất nó cũng đã nó sẽ đẹp như thế nào cho anh em thấy. Anh em chúng ta đã ngồi trên cái nội thất của con xe này, ngồi trên nha. Đầu tiên cái cảm nhận đầu tiên chính là cái cảm giác mình ngồi xe
Trên một chiếc xe thì mình ngồi nó rất là rộng, rất là thoải mái luôn. Chưa nói về chuyện cái nội thất nó đẹp hay nó xấu, thì mình ngồi cái ghế thì rất là êm. Đấy, có thể điều khiển được nè các bạn. Điều khiển ra vào, có thể những người nào lùn hay người nào cao thì điều khiển cho nó phù hợp. Đấy, đấy. Để mình mở thử cái... nằm được. Nằm được anh em ơi. Thì có thể này sẽ giúp cho anh em tài xế đỡ mệt mỏi khi mà nằm nghỉ để chờ hàng này đó. Rất là ok. Có gió, có lấy gió trời nè. Thì xe thiết kế gió trời, khi mà anh em đi những cung đường nào mà mát mẻ thì có thể có lấy gió trời cho nó không khí nó trong lành. Còn thành phố, khu vực đi thành phố Hồ Chí Minh thì nên đóng lại, thì bụi nó rất là ô nhiễm ở thành phố. Mình sẽ dừng lên này. Đó, lùi lại thì ngồi đây nó cũng rất rộng. Vô lăng rất là đẹp. Phải nói là mình đánh giá là không những mình mà tất cả anh em đều rất là thích cái vô lăng 4 cháu. Đấy, vô lăng 4 cháu nhìn nó rất là hiện đại, nó đẹp. Số thì vẫn là xe nhỏ thì 5 số tiến và 1 số lùi nè. Số lùi là đi ra sau. Rồi. Khi miếng đây là mồi lửa cho anh em nè, đầy đủ nè. Khi anh em dùng cho anh em hút thuốc nè. Rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp luôn. Mình đánh giá đây, anh em hãy có thể xem vào cái trung tâm màn hình điều khiển nè. Đây. Rất là đẹp luôn, đấy. Khi mà bật lên đi buổi tối thì nhìn rất là sáng, rất đẹp. Báo tất cả các thông tin mà của con xe nó hiển thị cho anh em biết. Xe mình hết dầu nè, chạy tốc độ bao nhiêu nè. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Cửa nó chưa được đóng kỹ nè. Đấy, chỗ này đấy, cửa mà chưa đóng kỹ thì sẽ sáng bên này nè, anh em thấy không? Rồi, chỉnh điện, kính chỉnh điện thì đa số giờ xe nào kính chỉnh điện đây, để mình coi thử. Đây cái gương đây, khi mà cái điều khiển gương ngay chỗ này đấy, điều khiển ra vào này. Đó, này là cái điều khiển gương trong bên trong. Xe mình thì được trang bị sẵn máy lạnh này, máy lạnh xe có máy lạnh FM radio này, cộng USB này, rất là đầy đủ luôn. Chỗ này có một cái miếng này, anh em có thể chứa nước ngọt chỗ này, ok. Nếu mà khi mà không đựng gì thì mình mở lên cho bên phụ anh em ngồi cho rộng. Xe mình đi được 2 người thôi, chỉ đăng ký được hai người. Mình để xuống đây. Bên này thì cũng có một cái hộc để chứa đồ này. Nếu mà xe này đi chứa vật dụng thì anh em có thể bỏ trong này. Rồi, đây là mình sẽ nổ máy thử ra. Xe mình là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn anh em. Thì hiện tại nếu mà anh em đi xe không thôi thì là 100 cây đi tầm khoảng 6 lít. Còn khi mà anh em có chở hàng hóa này nọ, bật máy lạnh hết trụ đa luôn. Bật máy lạnh đi có hàng hóa thì đi 100 cây tầm khoảng 7 lít. Thì đối với một con xe 1 tấn rưỡi như thế là rất là tiết kiệm rồi. Đem lại lợi ích rất là lớn cho anh em. Rất khách hàng, nhiều khách hàng đã đến công ty mình bảo dưỡng thay nhớt, đã mình cũng từng hỏi rồi. Để hôm nào mình sẽ làm clip mình trực tiếp hỏi khách hàng luôn về mức tiêu hao nhiên liệu con xe này cho anh em tham khảo nha. Còn những cái ưu điểm của con xe này nữa, có thể nói là về cái thùng hàng. Thì thùng hàng chính là cái mà anh em đang rất là quan tâm luôn. Thì để mình chở được bao nhiêu hàng, bao nhiêu khối. Xe này thì được cái thùng hàng cũng rất là dài luôn, tới 3m2. Dài 3m2, có chiều cao là được 1m55, chiều ngang là được 1m63, dài là 3m2, rất là tuyệt vời rồi. Và đi kèm nó chính là cái lốp bánh sau, nó là bánh đôi. Anh em có thể thấy, mình sẽ quay sát cho anh em thấy. Bánh sau bánh đôi, nhíp đầy đủ hết bánh đôi, và cỡ lốp là 6R13, bánh trước cũng 6R13 luôn. Nay phía sau chúng ta một lốp xe cua thôi. Và cái phía trước xe đây thì phía trước thì cũng xài nhíp đây, chúng ta nhìn thấy không, phía trước thì cũng có nhíp, thì anh em ngồi trong cái cabin này rất là êm.
những con xe như con xe Hyundai H150 thì đang nó cũng xài phuộc chứ chưa xài nhíp. Xe mình đã được xài nhíp rồi, nó rất đảm bảo luôn, đi rất là êm và tải rất là tốt luôn. Bên bình dầu thì bên này thì bình dầu của mình là được 60 lít và hiện tại nếu mà anh em 60 lít và nếu mà để sở hữu con xe này thì hiện tại mình sẽ hỗ trợ là anh em trả trước tầm 60 triệu. 60 triệu trở lên là anh em đã mua được con xe này, cung cấp cho lĩnh chứng minh nhân dân và sổ khẩu, giấy đăng ký kết hôn. Còn những anh em nào mà chưa lập gia đình như mình thì hãy làm thêm một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân. Đấy, rồi liên hệ số điện thoại trên màn hình, lĩnh sẽ tư vấn kỹ càng cho anh em, hỗ trợ cho anh em, giao xe tận nơi luôn. Hiện tại xe mình được hỗ trợ bán trên toàn quốc, tỉnh nào cũng làm được. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi clip của lĩnh và hẹn gặp lại những video clip khác. Và lĩnh sẽ hoàn thiện hơn cho anh em. Xin chân thành cảm ơn.